Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với cộng đồng tiền thuật toán Capital. Mình là Hoàng Thế Đức. Hôm nay Đức sẽ làm, cũng như thường lệ, hôm nay Đức sẽ làm cái video về cái lựa chọn cái việc validator của mình như thế nào để nó an toàn nhất và những cái sự cố khi gặp trên validator. Và ngoài ra mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm một cái error trên cái hệ CodeMod. Và cũng như thường lệ, nếu mọi người nhận được giá trị video thì mọi người hãy like, subscribe cho kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển trong tương lai. Rồi, cái chủ đề này á, thì mình có chia sẻ, Đức có chia sẻ mọi người trong cái nhóm CodeMod Việt Nam. Và cái nhóm này tụi mình, tiền thuật toán mình sẽ tập trung nói về CodeMod, những cái giá trị của CodeMod và tại sao mình sẽ giữ CodeMod. Và tất cả những thông tin của hệ CodeMod mình sẽ cập nhật ở trong đây. Hiện tại Việt Nam chỉ có hai nhóm CodeMod thôi. Duy nhất là nhóm CodeMod Việt Nam của mình và nhóm CodeMod của bạn, của em Nguyễn Thế Vinh. Là bên nhóm, một cái nhóm cũng làm về Stack ở Hà Nội. Rồi, thứ nhất thì mình sẽ nói mọi người luôn á, cái việc mà chọn validator như thế nào, mình có đăng bài viết ở đây rồi, mình sẽ nói tóm lại cho mọi người hiểu ở trên cái min scan như thế nào ha. Đây là cái validator, hệ thống validator của CodeMod, nó có tổng cộng là 175 validator. Ở đây nó sẽ hiện thông số cho mọi người, cái validator là tên validator, mọi người hãy nhấp vào đây nè để xem thông số của validator này. Thứ nhất ở đây là cái địa chỉ vận hành của họ, cái địa chỉ ví chủ nốt, cái commission là 4%. 4% này như thế nào? Đại loại nếu mà cái validator này họ đào về được 100 đồng CodeMod thì họ sẽ giữ 4 đồng CodeMod, họ sẽ phân phối ra cho tất cả những người stack là 96 đồng CodeMod đó, theo đúng tỷ lệ cổ phần group of stack của mọi người trong cái validator. Nếu trong validator này là nó có 11 triệu nè, mọi người có 1 triệu mốt thì mọi người sẽ được 1%, tức là 96 đồng khai thác đó mọi người sẽ được nhận 9,6 đồng. Rồi, mọi người hiểu chưa? Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mọi người nhấp ra đây. Thì ở đây là thông tin là voting power, là tổng cái năng lượng vote của nó. Và cái phần trăm nó chiếm trong cái hệ thống vote của nó là 6%. Cái này hình như là không phải. Sorry, để mình check lại cái nha. Cái này là những cái để mình reset này lại. Cái phần này là những cái voting nó đã tham gia là có 31 cái voting, nó tham gia 27 cái. Còn cái node binding này họ không có tham gia voting luôn, 31 cái họ không tham gia cái nào. Thời gian uptime và thời gian hiệu suất của cái node này nó chạy là đạt bao nhiêu phần trăm, lát mình sẽ chỉ mọi người check cái thông số này. Và cái commission này, nguyên lý thì commission này càng bé thì càng tốt, nhưng đôi lúc bé quá cũng không hẳn là tốt mọi người ha. Rồi, à, đây là những cái validator, nếu nó nằm top trên này thì nó sẽ nắm rất là nhiều quyền kiểm soát, có thể là thao túng mạng lưới rất là nhiều, thao túng mạng lưới. Và mọi người thấy không ạ, đây nè, một cái validator nắm 11 triệu và mấy cái validator top đầu, nó gần như 10 cái validator top đầu đã thao túng hết cái mạng lưới được rồi. Chúng ta sẽ kéo phía dưới ha. Đây, có sẵn cái validator của team mình luôn, thì team cũng mới làm thôi. Và cũng may mắn là được cộng đồng đón nhận và cộng đồng support cho team mình rất là nhiều. Một điều tụi mình rất là cảm thấy rất là hạnh phúc luôn ạ. 38.073 cái đồng CodeMod được stack tại hệ thống của validator của team, và với khoảng 306 anh chị em tham gia, rất là tuyệt vời, một điều rất là tuyệt vời. Thông số này á thì nó cũng thể hiện lên, mọi người thấy là đây là cái quỹ của team, tiền thực toán và cái phí vận hành, và cái commission tụi mình lấy chỉ có 1%, rất là rẻ, thời gian uptime cũng rất là cao, gần như là tuyệt đối luôn. Rồi, à, nhưng mà vote ở những cái validator phía dưới thì nó vẫn có những cái rủi ro, mọi người biết mà. Thì á, group of stack thì mình đã phân tích cho mọi người bản chất đó là gì, nó là tư bản, nó sẽ cạnh tranh nhau về tiền. Nếu có những validator họ bơm tiền vào thì validator mình sẽ bị đẩy ra top ngoài, thì nó gọi ra cái top là inactive nè. Inactive, mọi người thấy mà, những cái nốt inactive này thì nó không có sản xuất được phần thưởng thì nó sẽ không có cơ hội tham gia được vào hệ thống. Mình sẽ cho mọi người thấy một cái validator nằm đây đi. Cái validator này tham gia của 219 người nè, nhưng mà của một cá mập họ nắm hết là 21.930 atom. Và cái nốt này đã không có phần thưởng rồi, nó đã ợp, nốt này ợp 4 ngày rồi nè, nó đã ợp 4 ngày trước rồi, thì khả năng nó sẽ đi vào top lại gần như là không có mọi người ha. Nó nằm ở top 179, mọi người thể chọn vô inactive để thấy nè ha.
Rồi đó, các nốt này là lên dĩa nè, nó có tổng là 422 nốt, mà trong đó là lên dĩa, mọi người thấy không ạ, nó từ 422 nè, mấy nốt này là đã ợp luôn rồi, tại vì không có đủ cái botting power để tham gia vào quá trình sản xuất khối, tại vì cơ chế đồng thuận của Cosmos Anthem á, nó chỉ cho 175 Vator được tham gia vào sản xuất khối thôi, hôm trước là 150, và họ mới nâng cái cơ chế này ra 175 để giúp cho mạng lưới phi tập trung hơn. Nhưng hiện tại mọi người thấy á, những cái validator top đầu như Stakefit nè, Binance là mỗi validator họ nắm cả 100 triệu đô, gần 100 triệu đô, thì họ nắm gần như là cái tổng cái hệ thống họ nắm rất là nhiều rồi, gần như rất 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 nhiều luôn mọi người ha. Rồi, ở đây rồi mình sẽ qua hôm này tiếp. Đó là mọi người vào vấn đề thứ nhất là check cái cách vật lý validator nó có active hay không active, và nếu active thì sẽ có phần thưởng khối, và không active sẽ không hưởng khối ha mọi người ha. Rồi cái vấn đề nữa trách hạn, rồi cái này mình đã nói với mọi người rồi. Rồi vấn đề ở đây mình sẽ trách hiệu suất của nó, hiệu suất là cái vấn đề chỗ này nè, uptime mình sẽ chỉ mọi người cách trách luôn. Mọi người vào cái công cụ pin loop ha, rồi mọi người vào đây mọi người thấy trách nè, để cho nó chạy một xíu, mọi người đợi xíu, cái này như bạn nó đang chậm á. Đây mọi người để này, cái màu xanh nè, nếu mà có mid lock là chúng ta sẽ thấy liền, ở đây nó sẽ check hiệu suất của các validator ha. Màu xanh này thì là ok nè, và mình có viết chi tiết cho mọi người ở đây nè. Nguồn này mình lấy từ em Thế Vinh bên nhóm là Notiono ha. Đó, màu xanh lá liên tục, còn nếu mà nó có màu đỏ là bị mid đó. Rồi mọi người check coi bị mid đâu. Rồi mọi người lớp top đầu thêm xanh hết nè, đó hiệu suất đang rất ok, các nốt đang chạy rất ổn định, và mình check xuống phía dưới mình coi cái nốt của team mình ha, 175, 174 đúng không ạ. Đây thì tăng capital, mọi người thấy hiệu suất của nốt team mình rất là tốt, gần như là không miss một lốc nào, không miss một lốc nào. Và team thiệt toán cũng đã có một đội IT và cái tool công cụ chuyên cho việc stake rất là hay, và cái hiệu suất team mình đạt rất là cao, và hy vọng là được mọi người và trong cộng đồng đón nhận ủng hộ tụi mình rất là nhiều nữa trong tương lai, thì điều đó là một điều rất là tuyệt vời luôn mọi người. Rồi sau khi mình hướng dẫn mọi người chuyển thì mình sẽ nói đến rủi ro của mình, có chia sẻ một bài về các cái validator mà khi mà bạn delegate, có nghĩa là bạn, ví dụ mình sẽ mở mọi người thấy ha, bạn delegate, rồi ví dụ đây đi. À, code mod đúng không? Kép. Rồi giao diện nó mới đổi một xíu, nhìn hơi lạ. Rồi ok, cái giao diện này bây giờ mình sẽ đổi về cái đồng mình cần stake cho mọi người xem ha. Rồi đây, rồi mình sẽ đổi code mod ha, hơi khó nhìn. À đây nó hiển thị là ví này stack bao nhiêu nè, cái giao diện mới này khá là đẹp. Wow, giao diện mới này khá là đẹp ha, nó có mod hub mình là nắm 63% nè, UMI nắm bao nhiêu nè, ship chain nè, ownership nè. À nó tổng hợp này thì nó ok hơn. Rồi ok, quá tuyệt vời, là mình nhìn không có ra. Rồi ở đây mình sẽ cho mọi người thấy là Anthem đúng không ạ, Anthem. Rồi ở đây chúng ta stack đúng không ạ, chúng ta stack thì chọn vô. Rồi ok, giao diện nó hơi mới là mình không nhận ra, sorry mọi người, không có sao hết. Rồi ở đây mình chia sẻ mọi người nè, nếu mà chúng ta delegate vào một nốt đúng không ạ, chúng ta delegate vào một nốt giống như là cái việc ở nốt này đi.
Cái này nó hơi chậm. Đây, cái này mình có stack tại trong này. Mọi người thấy mình có stack tại đây đúng không ạ? Mình có stack tại đây là 1.400, tại cái validator này là 1.474 atom đúng không ạ? Khoảng mười mấy nghìn đô. Và mọi người thấy nè, có thể climb nè, rồi bấm stack thêm đúng không ạ? Và mình đang delegate vào cái nốt tiền thực toán capital này. Nếu mà cái nốt này bị nộp thì mình sẽ như thế nào? Và ở đây cái cơ chế voting khá là hay, cái hình giao diện mới nhìn khá là hay ha. Rồi đây mình quay lại. Nếu trường hợp nè, nếu mà mọi người delegate vào cái nốt đó, nếu mà nốt đó bị offline thì như thế nào? Offline thì có rất là nhiều sự cố xảy ra ha. Thứ nhất là cái nốt đó bị tấn công đó nè, tấn công đó, hoặc là cái nốt đó bị một cái điều kiện vật lý nào đó làm cho server bị ngưng hoạt động, hoặc là cái đường truyền internet tại cái server bị ngưng hoạt động, hoặc là một lý do là cái phiếu hồng đó, họ thu về team dev, team của validator họ thu về không đủ vận hành, thì họ bắt buộc phải cắt lỗ để dừng cái nốt đó. Và cái tiền của bạn có bị phạt hay không, tiền của bạn bị phạt hay không là khi mà cái cơ chế đồng thuận của cái đồng này nó có cái điều kiện nếu cái nốt off quá lâu sẽ bị phạt, thì chúng ta sẽ kèm theo cái phần thưởng bị phạt ha. Thì thường mọi người hãy chọn những cái validator uy tín. Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, rất là nhiều lý do mình liệt kê, mọi người muốn có thể tìm hiểu đọc sâu hơn. Và ngoài ra thì mọi người hãy vào cái đây để mình đọc biết được chính xác. Mọi người vào đây nè, tiền có viết rất là nhiều cái rủi ro validator. Mọi người đánh vào đây validator nè, có rất là nhiều cái về cho mọi người đọc để hiểu sâu hơn. Validator. Đa dịch vụ validator và cái này, mọi người đọc hai cái bài này nè thì mọi người sẽ hiểu được nhiều hơn, tại trong đây rất là nhiều ý luôn. Nói chung là phạt như thế nào và rủi ro như thế nào, mọi người nên đọc đây, tôi giải thích cho mọi người nè. Đó, cách tấn công rồi mọi cái yếu tố để mọi người quan sát ha. Rồi, mọi người đọc ở đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đó là những cái về proof of stake, về rủi ro stake và cách lựa chọn validator tốt nhất. Và nếu mọi người có yêu thích CodeBot thì mọi người hãy tham gia vào đường link CodeBot Việt Nam của nhóm, là hiện tại có gần 1.000 thành viên rồi. Mọi người có thể xem thông tin này, cái nhóm này ở đâu thì mọi người đánh đều đúng cái thông tin này mọi người sẽ tìm được. Còn không mọi người sẽ qua bên cái YouTube của team ha. Mọi người qua YouTube của team, mọi người vào cái phần chỗ này giới thiệu, mọi người có thể thấy đây nè, có thông tin web của team nè, Twitter nè, Facebook của Đức nè, nhóm CodeBot Việt Nam nè, cái nhóm của quỹ đầu tư nè, cái Telegram của Đức luôn, cái trang của Validator và Facebook nhóm mà dạng nhóm private, và cái kênh CodeTV và với cộng đồng. Mọi người thấy nhấp vô, ví dụ ở đây nè, Facebook nhóm riêng tư, mọi người nhấp vô và mở ra. Đây là nhóm riêng tư của team thì có 16.800 thành viên, và Facebook cộng đồng thì ở đây nó có khoảng 9.000 thành viên, 8.900 thành viên. Rồi, ngoài ra thì Đức sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái error đúng không ạ? Một cái error hôm trước Đức có đăng ở trên nhóm, thì mọi người hãy cùng kéo phía dưới nè. Đây, cái error mình nói là cái error tên là Geloto. Và điều kiện là mọi người nó sẽ nộp shop đây, và mọi người nhấp vào cái đường link này nè, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia rất là dễ nha. Rồi, mọi người qua đây mọi người check nè, check cái điều kiện của mình. Rồi mọi người bấm vô approve cái ví của mình vào trong cái này, approve. Rồi mọi người ở đây làm cái ví của mình được hai cái. Ở đây họ nói nè, cái ví mà được đủ điều kiện nó sẽ có cái mặt màu xanh. Ở đây là mình có được là 1.300 token nè. Và chỗ này mình có điều kiện là stack atom 50 atom là được, còn 100 ownership là được. Và hai cái này thì mình đã đạt điều kiện thì mình được tổng cộng là 1.300, với đây là mình được khoảng gần 2.000 ha. Rồi 4 ngày nữa mình vào dán ví vào đây, mình claim là xong. Rồi tương tự như vậy thì mình qua bên đây, đây là một cái ví của mình nữa, mình sẽ nhấp vào đây coi ví này được bao nhiêu. Ví này mình được tới 1.300 nè, và đây cũng 506, hai ví này được như nhau ha. Rồi, nếu anh chị chia ra nhiều ví, stack chia nhiều ví thì anh chị có thể nhận được rất là nhiều cái error khác nhau ha. Thì mình khuyên mọi người để mỗi ví khoảng 100 atom hoặc 1.000 atom thôi. Rồi mình chia nhiều ví để mình được nhận nhiều nhất cái phần thưởng có thể.
Một lần nữa, nếu mà mọi người nhận được giá trị ở video thì mọi người hãy like, subscribe cho kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển trong tương lai. Ngoài ra, những bạn mới tham gia vào thị trường tiền điện tử crypto, mọi người có thể tìm thấy đường link ở dưới phần mô tả video. Và cũng như nếu mọi người có nhu cầu giao dịch ở các sàn giao dịch quốc tế như là CoinEx, như là Binance, thì mọi người có thể đăng ký theo đường link của team để được vào nhóm hỗ trợ. Nhóm hỗ trợ thì mình sẽ nói luôn ở đây cho mọi người. Mọi người vào cái quét tiền thực toán ha. Mọi người tránh scam thì người vào chỗ này, mọi người đánh vô là Premium. Thì hiện tại team có hai nhóm Premium là Premium của Binance và Premium của CoinEx. Và mọi người nhấp vào đây, mình có thể nhấp vào đây cho mọi người thấy. Mọi người có thể đăng ký theo cái đường link của team và điền cái form này. Đăng ký theo và điền theo cái form mẫu này thì để các admin sẽ add mọi người, liên lạc mọi người, add mọi người vào cái nhóm để mọi người có được thông tin cùng với mọi người cùng trao đổi. Mình có thể cho mọi người thấy ở đây nhóm CoinEx. Nhóm CoinEx của team hiện tại là 36 thành viên đang tham gia trong này, và chúng mình trao đổi tất cả những gì mình trao đổi này nó sẽ là sát nhất với mọi người. Và hy vọng những gì mình chia sẻ đồng hành với mọi người có thể giúp mọi người đồng hành xuyên suốt cái quá trình downtrend này để chúng ta có được những cái chuẩn bị tốt cho cái mùa uptrend phía tới. Và một lần nữa, Đức chúc mọi người một ngày thứ bảy rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người.